Hello các anh em, chào mừng mọi người theo mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về sản phẩm của nhà Nissan, có tên là Hachivat. Mình biết là do có rất nhiều những kênh channel về kể cả nước ngoài hoặc là ở Việt Nam đã nói về mùi hương của chai nước hoa này rồi. Và mình hy vọng rằng sau video của mình thì các anh em sẽ có thêm một cái nhìn đánh giá khác để mà biết đâu đấy có thể giúp cho các anh em chọn được một mùi hương mà chúng ta ưng ý. Thì cũng giống như mọi lần thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này, những điểm tốt và không tốt. Và cuối cùng là mình nghĩ rằng có hai cái điều mà mình rất là muốn chia sẻ đến các anh em, đó là thực sự là so sánh giữa Hachivat và Creed Aventus là như thế nào và chúng ta có cần thiết phải sở hữu chai nước hoa này hay không. Ok, lên đường. Trước tiên chúng ta hãy cùng nói về mùi hương của Hachivat. Thực tế mà nói thì đã có rất nhiều so sánh giữa sản phẩm của nhà Nissan và Creed Aventus. Với cái cảm nhận của mình thì hai chai nước hoa này chỉ có một số nét tương đồng, còn về mặt tổng thể thì hai mùi hương đi theo hai hướng hoàn toàn khác biệt. Nếu như ở Hachivat khi mà mình mới xịt thì rõ ràng là một cái mùi hương dứa rất là quen thuộc. Khi mà ngửi lên, xịt một cái ngửi lên thì wow, giống Creed Aventus dã man. Nhưng sau khoảng từ 15 đến 20 phút thì cái nốt hoắc hương dày, mạnh và nồng nó hiện lên rất là rõ rệt. Và sau khoảng 30 hay 40 phút gì đấy thì cộng vẫn là cái nốt hoắc hương đấy, cộng thêm đến một chút mình nghĩ là có thể là rêu sồi hay một cái gì đấy nó hơi hăng vào mũi, nhưng chủ đạo vẫn là cái nốt hoắc hương dày, gỗ và đậm. Trong khi ở Creed Aventus thì nó là một chút fruity, một chút trái cây rất là mượt mà, rất là nhẹ nhàng bám lên trên da. Có nghĩa rằng giữa Hachivat và Creed Aventus là hai cái hướng đi hoàn toàn khác biệt. Mình không thấy là, tất nhiên nó có một số nét tương đồng ở một cái đoạn nào đó, nhưng về mặt tổng thể thì mình không thấy rằng là hai chai nước hoa này có cái gì đấy mà giống nhau. Thực tế mà nói thì cũng giống như là các anh em so sánh giữa Jean Paul Gaultier Le Mar và Amort Reflection. Hai chai nước hoa này các anh em ngửi sẽ thấy có cái nét na ná nhau, hoặc là Versace Dreamer cũng thế, nó sẽ có một cái nét na ná nhau, hay như là Salvatore Ferragamo F Black và Chanel Album Sport. Anh em sẽ cảm thấy nó có một cái nét gì đấy giống nhau, nhưng về mặt tổng thể mùi hương thì là đi theo những hướng hoàn toàn khác biệt. Và đối với mình, Hachivat cũng thế, nó có một chút đặc biệt là cái opening, cái mở đầu của mùi hương của nó rất là ngon, cực kỳ giống Creed. Nhưng sau đó thì đấy là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Vậy đấy là cái mùi hương của Hachivat. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ những cái điểm tốt và những cái điểm chưa tốt về chai nước hoa này. Điểm tốt đầu tiên của chai nước hoa này đó là nó rất thích hợp với các anh em nào đã có cái sự trưởng thành, đã có cái sự chín chắn. Nó không hợp với các bạn nào vẫn còn tuổi teen, chúng ta vẫn còn một cái gì đấy nó vẫn còn tuổi hồng thơ ngây. Tại sao mình lại nghĩ là như thế? Bởi vì như mình đã nói ở đầu video, chai nước hoa này về chủ đạo mùi hương của nó là hoắc hương. Thì với mình, nốt hoắc hương nó có một cái gì đấy nó hơi thiên hướng về classic, nó hơi có một thiên hướng gì đấy nó một chút cổ điển, không hẳn 100%, nhưng nó có một cái xu hướng như thế. Thì mình nghĩ rằng mùi hương này nó hợp với các anh em nào đã trưởng thành, đã chín chắn, chứ nó không hợp với các anh em nào vẫn còn đang gọi là dưới mái trường thân yêu thì không hợp. Do vậy, điều đầu tiên mình cảm thấy tốt ở mùi hương này đó là nó rất là ok cho các anh em nào gọi là trưởng thành rồi. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai, mình nghĩ rằng đây là một chai nước hoa thích hợp sử dụng trong không gian rộng hơn là trong những môi trường như là hẹp. Tại sao mình nghĩ thế? Bởi vì mùi hương này có một cái hiệu năng mùi khá là tốt và tỏa ra cũng hơi gọi là, nếu mà xịt mà không biết kiềm chế hoặc biết điều chỉnh liều lượng xịt thì sẽ rất là gây khó chịu cho mọi người. Thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này nó thích hợp với các cái hoạt động ở không gian rộng. Không gian rộng đây là cái gì? Ví dụ như chúng ta ngồi ở quán cà phê, chúng ta đi chơi, chúng ta đi ăn uống, đó, chúng ta đi gặp gỡ, giao lưu, thì nó sẽ hợp hơn trong những cái môi trường không gian hẹp
Ví dụ như đây là đi làm là một cái gì đấy mà chúng ta ở trong một không gian rất hẹp và đông người, thì các anh em vẫn có thể xịt được, nhưng chúng ta phải hết sức lưu ý cái liều lượng xịt, bởi vì chai nước hoa này về hiệu năng mùi của nó rất là tốt đó. Và nếu như chúng ta không biết điều chỉnh cái liều lượng xịt thì sẽ gây ra rất là phiền toái cho bản thân mình. Đó là cái điểm tốt thứ hai của chai nước hoa này, là một sự lựa chọn cũng khá là tốt trong dịp sử dụng trong không gian rộng đó. Điểm tốt thứ ba ở chai nước hoa này đó là đôi khi có những cái chai nước hoa lần đầu tiên chúng ta ngửi chúng ta cảm thấy yêu ngay, chúng ta cảm thấy mê mệt ngay, nhưng cũng có những chai nước hoa nó cần cái thời gian, nó phải cần có những cái trải nghiệm, nó phải cần có những cái mà đôi khi là để đôi qua lại thì chúng ta bắt đầu mới thấy dần dần thích. Có rất là nhiều những chai nước hoa như thế, ví dụ như ở đây là chai Vianzoir của nhà MFK, là một dạng cái mùi lần đầu tiên ngửi cảm thấy rất là nồng, rất là khó chịu, nhưng mà cứ nhẩn nha thì lại thấy là ngon đó. Thì Hachivac cũng là một dạng kiểu như thế. Thực tế mà nói thì mình cảm thấy là khá là ghét chai nước hoa này khi mà lần đầu tiên mình ngửi cái mùi hoắc hương, nó rất là nồng, nó rất là khó chịu, cảm giác nó hơi thô. Thế nhưng mà về sau cứ nhẩn nha thì bây giờ mình cảm thấy nó lại rất là ok. Lại khá là sau khoảng 4-5 lần mình xịt thì mình cảm thấy nó rất là ok. Do vậy mình nghĩ rằng đây cũng là một điểm tốt của chai nước hoa này. Có nghĩa là nếu mà để muốn trải nghiệm được hết cái hay của mùi hương này thì chúng ta phải cần có thời gian. Còn nếu như mà ngay lần đầu thì chắc chắn nó fail đó. Thì tổng quan lại 3 điểm mình cảm thấy tốt ở chai nước hoa này, đó là nó hợp với những người trưởng thành, hợp với sử dụng không gian rộng hơn là không gian hẹp, mình nghĩ là như thế. Và điểm thứ ba đó là nếu muốn cảm nhận được hết mùi hương này thì mình nghĩ rằng hãy cho nó thời gian. Đó, đấy là 3 điểm mình cảm thấy tốt ở chai nước hoa này. Còn điểm không tốt ở chai nước hoa này là gì? Điều đầu tiên, đấy là cái điều chắc chắn, đó là nó không phải là một cái mùi hương quá là mới mẻ. Chúng ta sẽ có thể gặp hình bóng của nó ở Creed Aventus của Amaf Club de Nuit Intense của Afnan Supremacy đó. Thì cái việc mà chúng ta, số tiền mà chúng ta sở hữu chai nước hoa này với cái mùi hương mà rất dễ gặp ở đâu đây, với những cái sản phẩm rẻ tiền hơn và hiệu năng mùi không kém hơn là bao, và kể cả là về cái độ mượt mà độ ngon của mùi cũng chưa chắc đã là vượt trội hơn hẳn, thì đấy là một cái điểm mình cảm thấy là thực sự là không, cực kỳ là rất là điểm trừ rất là lớn cho Nichen Hachivac. Tất nhiên nếu như mà chúng ta có một cái điều kiện về mặt kinh tế thì cái việc chúng ta vẫn sở hữu chai nước hoa này là không thành vấn đề. Còn các anh em nào mà chúng ta tằn tiện mãi để mà mua một chai nước hoa thì chúng ta có rất rất nhiều lựa chọn ok hơn, ví dụ như phiên bản Club de Nuit Limited, mùi hương cũng rất là mượt, hiệu năng mùi cũng rất là tốt, không hề kém cạnh so với Nichen đó. Thì theo mình đấy là một cái điểm trừ khá là lớn của chai nước hoa này. Còn quay trở lại với hai cái mà mình rất là muốn chia sẻ với anh em là so sánh giữa chai Hachivac này với Creed Aventus sẽ là như thế nào. Thực tế mà nói thì mình nghĩ rằng so sánh giữa hai mùi hương này hơi rất là khó, không thể nói chai nào hơn, chai nào kém, bởi vì chai nước hoa này không thể sử dụng trong những ngày hè nắng nóng. Trong khi đó Creed lại hoàn toàn có thể sử dụng được. Thì nếu mà xịt vào mùa hè, mình chắc chắn rằng Hachivac không có cửa. Trong khi Creed với một cái mùi hương rất là nhẹ nhàng, bám thoang thoảng, nhẹ nhàng trên da, thì xịt vào mùa hè gửi cảm giác rất là sang trọng, rất là lịch lãm, rất là men nam tính đó. Nhưng nếu xịt vào thu đông thì Creed mình đã cho rằng không có cửa so với Hachivac. Mình 90% mình cảm nhận rõ nét là như thế. Bởi vì với một cái tông mù dày, đậm và bám rất là tốt thì trong cái điều kiện lạnh, trời lạnh, Creed gần như không có cửa để có thể so sánh được với Hachivac. Kể cả trong môi trường không gian hẹp hoặc là với đi ra ngoài thì càng không có cửa. Do vậy để mà so sánh hai chai nước hoa này, chai nào hơn, chai nào kém thì thực sự đấy là một cái rất là khó. Mình nghĩ rằng là chúng ta chỉ nên là theo dịp đó, nếu mà vào mùa này thì chai này hơn, vào mùa này chai này kém. Chứ để mà bảo là
Hachivac hơn Creed cũng đúng, nhưng Creed hơn Hachivac thì cũng đúng. Do vậy mình sẽ không kết luận là chai nào hơn chai nào, mà mình chỉ đấy những cái mà mình vừa nói với các anh em. Còn có cần thiết phải mua chai nước hoa này hay không thì mình không cho rằng phải mua chai nước hoa này. Mình thích Hachivac thực sự. Ví dụ như mấy hôm nay buổi chiều tối nó có mưa xịt ngửi chai này rất là phê, mình thích mùi hương của chai nước hoa này, nhưng không cần thiết chưa đưa đến mức độ chúng ta phải sở hữu chai nước hoa này. Bởi vì mình được gửi Club Nui bản Limited, mình cũng thấy rằng mà cái này của nó lại còn thấp hơn, thì không được gì chúng ta phải sở hữu sản phẩm đắt tiền hơn, và về độ gọi là hơn nó không đáng kể là bao nhiêu đấy. Thì tất nhiên nếu mà chúng ta có tiền rồi thì không có làm gì đúng không, bao nhiêu cũng quất hết. Còn lại thì đối với mình không thấy rằng cần thiết, quá cần thiết phải sở hữu chai nước hoa này. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em những cảm nhận của mình về Nichiren Hachivac. Mình rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share nếu mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.